giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nhân chi thiện tinh phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhờ. Sa thu, sa thu lành thầy. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính truyền đại đức Minh Hạnh từ bi hoan nhị truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước vát xanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo và tụng kinh và thọ trì quy giới, bà Vatana xin được nhường lại cho Sít Tâm Si nhập hình. Kính mời Sít nhập hình. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Vatana. Dạ cảm ơn Sít Tăng Đông cho nhập hình biết được tín hiệu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thạnh. Dạ, cảm ơn Đăng Đông, cảm ơn Thích Tâm Phương, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thạnh cùng chư Tông Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Quát, kính chào Thana, kính chào Maharaja. Kính chào Chandara, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thanh Thủy, kính chào Vua Mở, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Sức Hành Chỉ, mến chào Quang Thanh, mến chào Cẩm Vân, mến chào Sức Tâm Vương, kính chào Học Pháp, Học Giáo Pháp 2. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Vinh, kính chào Đạo Tràng, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quách. Nhật Quỳnh xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á đã thay mặt đầu tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của Thượng Tọa Pháp Tăng. Nam mô Buddhaya. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Rạng Đông đi. Dạ, dạ thưa mời Rạng Đông mở hàng đi. Dạ, kính mời Quỳnh Quá Thanh Đá. Mến mời Thanh Thủy. Mến mời Quang Thanh, mến mời Cẩm Vân. Mình mời Sức Thành Chỉ, mình mời Tâm Phương và mời tất cả quý vị trong đầu tràng. Vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài. Và cảm ơn Quỳnh Mạc Thà Ná đã cho bài học. Và kính mời đầu tràng. Mời. Bây giờ thì Nhật Quỳnh mời Rạng Đông. Và con thành kính lãnh lễ đại đức tuệ đức chư Quang Lâm vào đầu tràng. Và mời Rạng Đông. Sa thú chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài kinh tiểu bộ. Kinh tiểu bộ Itivuttaka kinh Phật tự thuyết chương 2 phẩm mú chá linh đá 4 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chaitavana, khu vườn ông Anathabindika,
Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường. Tôn kính nhận được các vật dụng như ý, đồ ăn khất thực, sang tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường. Tôn kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường. Tôn kính không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không kham nhận được việc Thế Tôn và chúng tỷ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỷ kheo ở làng và ở trong rừng, họ dùng những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kích, não hại các tỷ kheo. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh, chúng con, chúng tỷ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, vân vân, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, vân vân, dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không kham nhận được sự việc Thế Tôn và chúng tỷ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỷ kheo ở làng và ở trong rừng, họ dùng những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kích, não hại các tỷ kheo. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Giữa làng, tại núi rừng, cảm thọ khổ già lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác, cảm xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, giới vị không sanh y, do đâu xúc cảm thọ. Dạ thưa, đã chấp mời chị là Hương Lê. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ con Lạc Lê. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Phạm Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô Tư Nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc bài kinh Tiểu Bộ. Và kinh Tiểu Bộ Ý Tí Phút Tá Khá, kinh Phật Tự Thuyết, chương 2 La Mã, phẩm Mú Kín Đà, bài 4. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quá Thí, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông An A Tháp Viên Đích Cá. Lúc bây giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như ý, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn, thực vật, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng như ý, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không khâm nhận được Thế Tôn và chúng tỷ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỷ kheo ở làng, ở trong rừng với những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kính não hại chúng. Rồi
một số đông tỷ kheo khi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn nay, Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, vân vân. Dược phẩm trị bệnh, chúng tỷ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các tu sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, vân vân. Dược phẩm trị bệnh, rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không khâm nhận được Thế Tôn, và chúng tỷ kheo được kính trọng, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: giữa làng tại núi rừng cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Cảm xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với vị không sinh y, do đâu xúc cảm thọ? Dạ, con đã đọc hết rồi. Kính mời chị Cẩm Vân ạ. Là con kính đảnh ba ngôi bảo Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đại thượng tọa hạnh thượng pháp tân và đại đức tuệ đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lấy quý bà tu nữ và cả toàn thể đạo tràng. Kính Phật Tá Cá, kinh Phật hai Phật. Bài vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại ở Sa Quát Thí tại Chê Tá Khu vườn ông Á Ná Thá Bin Đi Cá. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính nhận được các vật thực như y, đồ ăn, khất trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính nhận được các vật như y, đồ ăn, khất thực, sàng tọa trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng y như đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không tham nhẫn được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính. Khi nào gặp được các tỳ kheo ở làng và ở trong rừng, và những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kính, não hại chúng sanh, rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỳ kheo cũng được cung trọng phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không kham nhẫn được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính trọng, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: giữa làng tại núi rừng cảm thọ khổ và lạc,
chớ quy về tự mình, chớ quay về người khác. Cảm xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với vị không sanh y đâu. Còn không ở chú Quát Phan Á? Dạ con đã đọc xong, dạ con kính cảm ơn chú Quát Phan Á đã bắt bài, dạ con kính mời vị kế tiếp. Con xin hết. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Quan Thanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính nịnh lễ Đức Phật, con kính nịnh lễ giáo pháp, con kính nịnh lễ Đức Tăng, con kính nịnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, Thường Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết. Bài 4 La Mã. Phẩm Mú Chá Linh Đá. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sa Quách Thiết, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Á Na Thá Pin Đi Cá. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng đảnh lễ cúng dường, tôn kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường, tôn kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường, tôn kính không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không kham nhận được. Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỳ kheo ở làng và ở trong rừng với những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kính, não hại, rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính tôn trọng cúng dường dược phẩm trị bệnh, chúng tỳ kheo cũng được cung kính tôn trọng cúng dường dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính tôn trọng cúng dường dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo ấy, du sĩ ấy không khâm nhẫn được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính trọng, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: giữa làng tại núi rừng, cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Cảm xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với vị không sanh y, do đâu xúc cảm thọ. Và hết. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong, và mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú Lành Thanh, cảm ơn Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, và không biết đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, nghe hả? Nhỏ, phải chịu thôi. Bây giờ mấy bữa nay là tự nhiên không có vào được, nhưng mà hôm nay được là mừng lắm ạ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc bài.
Kinh Tiểu Bộ Iti Uttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, Phẩm Muchalinda. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không tham nhận được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỳ kheo ở làng và ở trong rừng với những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, cung kính não hại chúng, cung kính não hại chúng. Rồi một số tông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính tôn trọng, dược phẩm trị bệnh, chúng tỳ kheo cũng được cung kính tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không tham nhẫn được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được cung kính, được kính trọng, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói nên lời cảm hứng này, giữa làng tại núi rừng cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác, cảm xúc được cảm thọ là do duyên sanh y với vị không sanh y, do đâu xúc cảm thọ. Dạ hết. Dạ. Cảm ơn Bách Tha Má đã post bài. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Huynh. Dạ, sa chú lành thầy cô tu nữ tự duyên. Nam mô Phật Tha Giá. Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sẵn Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được đọc Kinh Tiểu Bộ Itibuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, Phẩm Muchalinda, bài 4 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bây giờ Thế Tôn được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các tu sĩ ngoại đạo không được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Các tu sĩ ấy không kham nhẫn được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được cung kính. Khi nào gặp các tỳ kheo ở làng và trong rừng với những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kính và hại chúng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính tôn vân vân, được phẩm trị bệnh. Chúng tỳ kheo cũng được cung kính tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các tu sĩ ngoại đạo không được cung kính tôn trọng vân vân, được phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy
không kham nhẫn được Thế Tôn và chúng tỳ kheo được kính trọng. Vân vân não hải chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Giữa làng tại núi rừng, cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Cảm xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với vị không sanh y do đâu xúc cảm thọ. Dạ, hết. Dạ, kính mời Sita Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh Hoa Thành đã. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Còn thành kính đảnh lễ Thượng Minh Hạnh Chúng Tòa Pháp Tăng, Đại Đức, Tệ Đức, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Dạ, cảm ơn cô Tụ Nữ Tệ Duyên đã nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Nhục Quỳnh kính lễ cô Tụ Nữ Tệ Duyên, nhục Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn sự rạng đồng. Và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tiện duyên Vinh Vát Thà Ná Cẩm Vân, xích Cẩm Phương, xích rạng đồng, xích Hoàng Thanh và Hoàng Hỷ ôn bài. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thành tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thường tọa Pháp Thân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ cha vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng câu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Năm mươi bích hai giá. Dạ, cảm ơn mình và Thanh Á cho bài học. Dạ, trước khi chúng con thỉnh thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Buddhalinda, bài 5 La Mã. Như vậy, trong nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Ichcha Nangalaka đi đến Savatthi thì vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm xong công việc ở Savatthi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: đã lâu rồi, này nam cư sĩ, ngươi tạo nên cơ hội này, Imang Pariyajan Akasit, tức là đến đây, bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị
bận bịu bởi những công việc phải làm khác, bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai rạo luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Và bản kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và kính cảm ơn huynh Bát Thana đã phát bài học. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa Pháp Tân ạ. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là chúng ta bài 5 La Mã ở trong phẩm Bhujjalinga, Phật tu thuyết. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Vakkhavan Tăng Apiwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Xoa khả tô phá gá quá ta thâm mô thâm măng nạc ma sa mỹ. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati bano phá gá quá tô sa quá ca sân khô sân khẳng nam ma sa mỹ. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu Tam Bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như là thường lệ thì hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 5 ở trong phẩm Bhujjalinga, Phật kinh Phật tự thuyết tiểu bộ. Như phần chánh văn thì chúng ta đã nghe cô Nhật Quỳnh đọc, chúng tôi xin nhắc lại vài cái ý ở đây chúng tôi sẽ giảng. Cái câu chuyện được xảy ra khi Đức Thế Tôn ngài ở tại chùa Kỳ Viên, thành Savatthi, nơi giường của ông Cấp Cô Đập, nơi là cái lâm viên của ông Cấp Cô Đập. Lúc bấy giờ thì có một cái nam cư sĩ tên là Icha Thapin, xin lỗi, Icha Nagan Nan Nanga Laka. Thì cái người nam cư sĩ này trước đây đó là cũng có cái ý định đến để mà thăm viếng Đức Thế Tôn rất là nhiều lần, nhưng mà do bận nhiều cái công việc không có sắp xếp được. Và hôm nay thì nam cư sĩ này đến để sắp xếp được công việc để đến để đảnh lễ Đức Phật, thăm viếng Đức Phật. Thì khi mà nam cư sĩ này cố gắng để sắp xếp về công việc, và khi mà nam cư sĩ này diện kiến trước mặt Đức Phật ấy, thì người thiện nam này đã mới nói rằng là từ lâu cũng muốn ý kiến Đức Thế Tôn nhưng mà bận do nhiều công việc. Thì Đức Phật ngài cũng nói rằng giống như là ông là một cái người nên tự tạo cho mình một cái duyên, tạo cho mình một cái cơ hội để mà mình đến diện kiến Đức Phật, Đức Thế Tôn.
Như Lai, đến diện kiến với Như Lai. Thì sau đó thì Đức Phật Ngài mới nói lên cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Bây giờ đó thì chúng ta thấy trong cái câu kệ ngôn này thì Đức Phật Ngài dạy rằng là ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai những ai có sở hữu, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác, bị trói buộc người khác. Bây giờ đó thì khi chúng ta nhắc đến một cái chuyện đó, đời thường đó, thì chúng ta nói rằng là mình được sở hữu cái này hoặc là sở hữu cái kia. Thí dụ như về tài sản của cái vật chất, mình sở hữu cái đó là mình nghĩ là đó là hạnh phúc, đúng không? Đó là hạnh phúc. Mình có nhà, có cao, cửa đẹp, trâu, bò, heo, dê, vợ, chồng, tất cả các thứ trên cuộc đời mà mình nghĩ cái đó là cái sở hữu của chính mình, thì đó là mình nghĩ đó là hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thật đó, xin thưa quý vị là ở đây Đức Phật Ngài cũng nói rằng là nếu mà mình nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình á, thì sự thật ra là nó không phải là cái gì là sở hữu của mình hết. Nó không phải của mình, không phải của mình. Có thể nói rằng là ngay cả chính cái tấm thân này của mình cũng không phải là của mình, không phải là của mình. Bởi vì sao? Cái điều đó là chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta là sự giả hợp của điều kiện cha, điều kiện mẹ mà hình thành, được nuôi nấng bởi thực phẩm, bởi những dưỡng tố để tạo nên cái cơ thể này, tấm thân này. Và do có cái những cái điều kiện nó như vậy đó, cho nên là chúng ta cũng phải chịu cái sự già, đau, bệnh, chết. Thì khi mà già, đau, bệnh, chết thì chúng ta bảo rằng nó không đau, không già, không bệnh, không chết thì có lẽ là không có, không được, không được. Là vì sao? Khi có thân này thì chúng ta phải có già, có bệnh, có đau, có chết. Chúng ta bảo nó không già, không đau, không bệnh, không chết thì không, không được như ý mình được. Do không như ý mình được ấy, cho nên nó không phải là của mình, không phải là mình. Cho nên nếu mà mình hiểu rằng cái tấm thân này không phải là của mình rồi, mình chỉ chẳng qua là do nghiệp tạo ra, do phiền não, do nghiệp tạo ra cái thân năm uẩn này, nó hình thành lên như vậy thôi. Rồi chúng ta có mặt trong cõi đời này đó thì nó là một cái bến trạm để chúng ta tạm dừng chân có mặt ở trong một cái chuyến hành trình miên diễn, chuyến hành trình miên diễn. Ý muốn nói tức là chúng ta có mặt thân người là may mắn rồi, nhưng mà không biết là trong dòng luân hồi là chúng ta cũng không biết là chúng ta tái sanh cái gì nữa. Ba cõi sáu đường chúng ta không biết đi về đâu. Nhưng mà mình thường là nghĩ rằng cái đó là mình sở hữu cái này cái kia, thì thật sự ra là chúng ta bị trói buộc. Chúng ta bị trói buộc. Chúng tôi nhớ sư trưởng lúc sinh tiền, có nhiều lần Ngài dắt chánh Ngài lên trên chùa chúng tôi để mà giảng pháp trong những cái lễ dân y hoặc là lễ đặt bát truyền thống hàng năm đó. Thì Ngài cũng có nói đến những cái chuyện mà nó liên quan đến cái việc mà chúng ta bị ràng buộc. Hả? Mà mình có cái gì đó thì mình bị ràng buộc cái đó. Có căn nhà thì mình nghĩ đến căn nhà nó phải hư hao, nó phải cũ rách, rồi nó phải sửa chữa, phải gìn giữ, phải bảo vệ. Rồi có chiếc xe thì cũng nghĩ rằng là chiếc xe này, nếu mà là chiếc xe của người khác á, quý vị thấy, nếu là chiếc xe của người khác á, lỡ một có một đứa bé nào nó đi ngang nó cò một cái, nó lấy cái cục đá nó chọi vô, hay là
nó quăng vào hay là nó lấy cục đá nó kéo xước trầy cái, thì chúng ta không có gì mà phải bận tâm. Nếu mà mình nghĩ là chiếc xe đó là của mình thì ai mà cọ quẹt vô một cái là mình thấy nóng ruột rồi, nóng ruột rồi. Cho nên là khi mà cái gì mà chúng ta chấp thủ vào một cái gì đó thì chính cái đó nó trói buộc chúng ta. Và Ngài cũng có nói là một cái điều đó là cái tôi của mình mà nó lớn cỡ giờ nào đó, nó lớn cỡ bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ khổ bấy nhiêu. Trong phạm vi của một cái gì đó chúng ta sở hữu thì chúng ta bị khổ trong phạm vi của cái mà chúng ta đang sở hữu. Mà cái gì mà cái tôi của mình mà chúng ta nghĩ rằng cái đó là của tôi, cái đó là của tôi đó, căn nhà hay là dòng họ hay là bà con thân thuộc, con cháu hay tất cả cái gì, sự thật ra chúng ta nói trong cuộc đời này thì chúng ta không thể nào tách rời những cái đó ra. Nó là những cái gì đó liên quan. Quả thật là vậy. Ai cũng nghĩ rằng là mình được sở hữu cái này cái kia là hạnh phúc. Nhưng mà chính Đức Phật Ngài nói ở đây đó, khi mà mình nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình thì mình bị trói buộc. Mình bị trói buộc. Cho nên trong kinh Đức Pháp Cú, Đức Phật cũng có nói đó là chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp cái chi của mình. Cho nên là ngay cái thân của mình nó cũng chẳng ra là gì hết á. Nó không phải là của mình nữa. Bởi vì mình bảo là của mình thì mình đừng bảo rằng, mình bảo nó là đừng có già, đừng có bệnh, đừng có đau, đừng có chết. Nó nghe theo mình rồi. Còn đằng này nó không nghe. Nó cũng phải dẫn theo làm những cái diễn biến, những cái gì đó mà nó vẫn tiếp tục như vậy. Nó vẫn tiếp tục như vậy. Rồi sự nghiệp xung quanh chúng ta, danh vọng, địa vị, nhà cửa, tất cả các thứ mà chúng ta nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình, thì thật sự là cái tâm mình bị trói buộc trong đó, và mình bị hệ lụy và sự khổ. Có lắm lúc đó chúng ta bị nhắc phải cái sự khổ, dấp phải sự khổ mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nhận ra cái gì, cái nguyên nhân mà đưa đến cái khổ đó. Tại vì mình nghĩ cái này là mình, của mình, cái này là cái kia của mình đó. Cho nên là nhiều cái nó ràng buộc lắm. Và khi mà đụng tới những cái đó, chúng ta bị hư hao, mất sức mẻ, hay là bị tổn thương tất cả các thứ trên cuộc đời này. Khi mà xúc phạm tới cái gì mà xúc phạm đến những cái mà chúng ta nghĩ nó là sở hữu đó, thì chúng ta vẫn phải bị nao lòng chứ, cũng phải nghĩ ngợi chứ, rồi cũng phải khổ lụy chứ. Cuộc đời là như vậy. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái lời dạy Phật ấy, thì mình mới thấy rằng là ở khổ. Cái tôi của mình nó lớn dường nào đó thì chúng ta sẽ bị khổ dường nấy. Nó trong phạm vi của thân mình thì mình sẽ bị khổ trói buộc ở trong cái thân mình. Rồi phạm vi của một gia đình nhỏ, gia đình nhỏ của mình á, là vợ chồng con cái thôi đó, thì chúng ta bị khổ ở trong phạm vi của gia đình nhỏ đó. Và khi mà cái tôi của mình mà đặt ra rộng làng xóm tỉnh lụy đó, thì chúng ta bị khổ ở trong làng xóm tỉnh lụy. Rồi cái tôi của mình mà đặt ở trong một cái đất nước Việt Nam đó, thì chúng ta sẽ bị khổ lụy ở trong cái đất nước Việt Nam. Là vì sao? Chúng tôi thấy rằng cái tôi của mình nó lớn lắm. Nó ngã. Cái ngã của mình nó lớn. Cái tôi của mình nó lớn. Và cái tôi của mình nó lớn chừng nào thì khổ lụy. Đức Phật Ngài nói rằng cái đó là cái mà mình nghĩ rằng chính cái đó là sở hữu của mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng không có cái gì mà mang đến cái lạc cho chính mình. Bởi vì cái lạc cho chính mình á, mình nghĩ rằng mình được sở hữu cái đó là hạnh phúc. Phải không quý vị? Mình được sở hữu cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà có chỗ trong kinh Đức Phật Ngài nói, hay là Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là không có chấp trước cái gì hết á. Không có nghĩ rằng cái đó là của mình, cho nên là mất hay là có đó, nó không có gì phải khổ.
Nhưng mà mình nói ở đây là các bậc thánh nha. Nói ở đây là các bậc thánh. Còn khi mà mình đối với con người phàm phu của mình, để mà mình đối diện trước những cái cảnh như vậy đó mà mình không chấp á, thì nó khó lắm. Nhưng mà thử mình tập cho mình coi, mình đừng có bị chấp cái gì hết á. Một cái việc gì đó đáng, ở đây chúng tôi mượn cái từ gọi là đáng ấy. Đáng quan tâm thì quan tâm, còn không đáng quan tâm thì không nên quan tâm. Bởi vì mình quan tâm đến những cái mà không đáng quan tâm cũng chẳng có ích lợi gì cho mình trong cái đời sống tu hành này, trong đời sống tu hành này. Và ở trên những cái câu trên ở đây Đức Phật ngày dạy là, ai lão luyện chánh pháp được nghe nhiều chánh pháp. Xin tội thưa quý vị, trong những cái điều, cái người gọi là những cái tài sản của người, người gọi là chuyên tu đó, thì Đức Phật ngày nói là cái việc mà mình nghe Phật pháp không phải là chỉ nghe cho nó qua tai thôi đâu, mà mình nghe ở đây là mình có sự suy gẫm, nghe được giảng, nghe được đọc, nghe được cái lời của Đức Phật. Một ngày mà chúng tôi cùng quý vị mà vô đây, hay là các vị giảng sư khác đó, vào trong đây để nói Phật pháp đó, sự thật ra cái cách trình bày của mỗi vị thì nó đều là có cái khác nhau. Nhưng mà nếu như mà mình khéo nghe đó, thì mình sẽ học được nhiều cái lời lạc lắm. Cái lời lạc đó. Biểu là bây giờ mình trong một cái thời buổi, trong một cái thời buổi mà nó nhiều cái sự bận rộn, rồi nhiều cái sự chi phối, mà bảo rằng mình cầm cuốn kinh lên, cầm cuốn sách lên mình đọc á, thì mình ít có cái thời gian hơn. Và thậm chí có khi mình nghĩ nó là sự ngán ngẩm. Nhưng mà rồi mình bước chân vào ở trong cái room này, và bất cứ Phật pháp nào mà chúng ta nghe được Phật pháp, chúng ta chuyên tâm chúng ta nghe, đó là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc. Bởi vì mình nghe đó, để rồi mình có những cái sự suy tư, suy gẫm, mình suy gẫm giáo pháp lời dạy của Đức Phật, rồi mình suy gẫm đến với cái kiếp nhân sinh của mình và nhân loại. Mình suy gẫm coi Phật dạy vậy đó, nó như thế nào, làm như thế nào để cho chúng ta lợi lạc, lợi lạc. Hay là trong kinh Đức Phật Pháp Cú, Đức Phật ngày cũng có dạy đó, là dù có lo cho cái phần lợi cho nhiều người đó, thì chúng ta cũng không quên cái phần tự lợi cho chính mình. Mà lợi ở đây đó, đừng nghĩ đó là danh vọng, đừng nghĩ đó là lợi lộc, đừng nghĩ đó là tiền bạc của cái sở hữu cái này sở kể cái kia. Nhưng mà lợi ở đây đó là lợi mình nghe, mình thấm nhận được lời dạy của Đức Phật và mình hành trì được lời dạy của Đức Phật, thì chúng tôi nghĩ đó là cái lợi lớn nhất. Bởi vì cái đó nó không có mất đâu, mất đâu. Giống như chúng ta thường là chúng ta nghe đọc cái bài tin mà gọi là quân tập công đức đó. Người chôn sâu tài sản nơi hang sâu mặt nước, dụng tâm lúc hữu sự, bị phép nước lực vua, hay gặp phải cường hào, đem chuộc thân giữ mạng, hoặc trang trải nợ nần, hoặc phần cơn đói kém. Sự cất giấu như vậy là thường tình thế gian, vì tất đã an toàn. Dù chôn sâu giấu kín, có khi bị thất thoát, vì tài chủ lãng quên, vân vân. Hoặc là Đức Phật ngày dạy tiếp rằng là ai bố thí giới phòng hộ và tự chế, gọi cất giữ tài sản đảm bảo và an toàn. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng những cái việc thiện đó mà chúng ta làm đó, thì đó là tài, đó là cái tài sản mà quý nhất, mà phải nói là không ai chiếm đoạt được mình, không ai chiếm đoạt. Mình ví dụ như là chúng ta biết rằng mình có danh thì đến lúc mình cũng phải không còn danh. Mình có lợi thì đến lúc mình cũng không còn lợi. Ra đi thì mình cũng hai bàn tay trắng thôi. Cuộc đời này thì ra đi cũng là hai bàn tay trắng. Chỉ có cái phước đức, phước và đức thì chúng ta tích lũy đó, thì nó đi theo suốt chặng đường của chúng ta. Và cái việc mà chúng ta nghe Phật pháp đó,
đó là một trong những cái duyên lành để kết nối. Cái thái độ của một cái người nghe nhiều học rộng. Cho nên là hồi xưa chúng tôi nhớ năm 90 chúng tôi có xuống dưới đến chùa Bụ Đức để chúng tôi học. Lúc đó học với lại các vị sư trước. Bây giờ là các vị sư, có số vị sư cũng hoàn tục, có vị sư thì cũng đi nước ngoài định cư, rồi có những vị sư thì hoàn tục. Thì một hôm thì ngài Giác Chánh, ngài có xuống lớp, xuống dưới, hồi xưa cái giảng đường ở chùa Bụ Đức nó nằm bây giờ là cái tăng xá đó, ngồi nó cũng ộp ẹp, rồi là ngài xuống ngài giảng cho chúng tôi, nhớ là có bảy pháp của bậc thiện trí. Thì trong đó còn gọi là Bát Hút Sách Chăng, có một cái chi pháp chúng tôi nhớ là Bát Hút Sách Chăng, tức là Đa Văn Quảng Kiến. Đa Văn Quảng Kiến. Cho nên là để mà mình nghe nhiều Phật Pháp đó, không phải là nghe là thời gian đâu. Tôi nghĩ là không thời gian. Nhưng mà nghe ở đây là mỗi một lần mình nghe, mình chiêm nghiệm, mình suy gẫm, rồi mình thực hành lời dạy của Đức Phật. Một lần trước mình nghe nó khác, và một lần sau nữa cũng nghe như vậy nữa, mình lại hiểu khác nữa. Và như vậy đó thì chúng ta mới mở mang thêm cái tri kiến của mình, và củng cố cho cái đời sống tu tập của mình nó tốt hơn nữa. Thì đó là cái sự nghe nó có lợi lạc. Chúng tôi nghĩ vậy. Nghe có lợi lạc. Cho nên cái việc nghe Phật Pháp nó khác với lại mà mình học những cái kiến thức ở bên ngoài. Ví dụ như bên ngoài mình học văn chương, mình học toán, mình học triết học, mình học lịch sử, mình học vật lý, mình học hóa học, vân vân. Tất cả những cái đó nó bổ túc cho mình cái kiến thức để sau này mình ứng dụng cái kiến thức đi vào đời, phục vụ cho cái sự nghiệp của mình, nghề nghiệp của mình. Nhưng mà mình nghe Phật Pháp đó, chúng tôi không gọi đó là bổ túc cái kiến thức, mà củng cố cái tri kiến. Cái tri kiến tức là hiểu. Chúng ta nhớ rằng là trong 10 cái hạnh lành gọi là Punya Kiriya Quá Thú đó, thì trong đó có cái điều thứ 10 tức là cải chánh tri kiến. Cái điều thứ 10 tức là cải chánh tri kiến. Và chính cái cải chánh tri kiến này nó bổ túc cho, nó củng cố cho cái việc mà chúng ta tạo phước vật, và nó củng cố cho chúng ta tạo được phước đức, và nó củng cố làm cho chúng ta hoàn bị hoàn mãn cái phước trí cho chúng ta, phước trí cho chúng ta. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái người nghe Phật Pháp nhiều đó, không phải nghe như con vẹt đâu, không phải nghe nhiều như là những cái người này nghe kia, nhưng mà một người nghe Phật Pháp mà hiểu trong cái đúng nghĩa, cái sự gọi là đa văn quảng kiến đó, nghe nhiều học rộng, thì chúng tôi nghĩ rằng một lần nghe trước và một lần nghe sau nó khác nhau. Để rồi cái chuyện mà cái việc mà một người hiểu Phật Pháp, hành trì Phật Pháp, nó khác với một người mà coi chỉ có cái niềm tin đơn giản mà cũng không hiểu gì hơn. Cho nên là thường thường chúng ta bước chân vào chùa đó, có những cái chùa người ta để là bên đây là từ bi, bên kia là trí tuệ, bên kia từ bi trí tuệ, từ bi trí tuệ. Cho nên cái việc tu của chúng ta, cái việc mà chúng ta khởi tâm từ đối, mang cái lợi lạc đến chúng sinh đó, là việc cần phải có cho đời sống tu tập của chúng ta. Nhưng mà trong đó không thể thiếu cái việc mà chúng ta củng cố cái trí tuệ của chính mình, củng cố của trí tuệ chính mình. Bởi vì chúng ta đó có ba cái loại trí, Sutamayapanya, Chintamayapanya và Phavanamayapanya, trí văn, trí tư và trí tu. Và cái điều mà chúng ta dễ tiếp cận nhất đó, trước tiên đó, là chúng ta phải có cái tri văn. Tri văn tức là nhờ chúng ta nghe, nhờ chúng ta học hỏi, nhờ chúng ta suy gẫm. Kế nữa là chúng ta có cái sự suy gẫm, tức là trí tư. Mình phải suy tư cái lời dạy của Phật.
đến một lúc nào đó thì chúng ta mới thấy được cái sự nhàm chán. Còn mình còn thấy dính mắc cái gì đó, còn thấy cái gì đó nó hấp dẫn đó, thì sự thật cái đó nó trói buộc mình. Dù là một chuyện rất là nhỏ, đối với chúng tôi thì cái chuyện đó nó lớn, đối với các vị nó là nhỏ, mà đối với chúng tôi nó là lớn, chúng tôi xem nó là lớn, quan trọng với tôi đấy, thì chúng tôi bị trói buộc. Bản thân của các vị xem việc đó là nhỏ, không quan trọng và không chú tâm tới thì các vị không bị trói buộc. Vân vân, ngược lại, quý vị thấy cái điều gì mà nó là trói buộc thì quý vị bị trói buộc. Bản thân chúng tôi coi cái việc gì mà nó nhẹ, không quan trọng đối với chúng tôi thì chúng tôi không bị trói buộc. Đó là như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống tu hành, cái quan trọng là mình hiểu được cái lời dạy của Phật, rồi mình suy gẫm cái lời dạy của Phật, rồi mình cố gắng hành trì, tập cho mình có cái sự xả ly. Và nhớ là mọi việc gì trên đời này, mình tự thương mình và mình tự lo hành trang cho chính mình. Hành trang đó là gì? Đó là phước báo, đó là công đức, đó là sự tu tập. Và điều đó không phải là do cha mẹ mang lại cho mình, không phải bạn bè thân thuộc mang lại cho mình, cũng không phải là con cái thân bằng quyến thuộc mang lại cho mình, cũng không phải hoàn toàn là do thầy tổ mang lại cho mình, mà mình tự nỗ lực lấy, tự tìm lấy. Đó là quan trọng. Cái câu mà cuối cùng ở đây đó, mà là đầu câu đó, ở đây chúng tôi muốn nói, tức là ai lão luyện chánh pháp. Chữ lão luyện ở đây đó là có nghĩa là một người chuyên tâm, một người thuần thục ở trong chánh pháp này. Một người chuyên tâm, thuần thục. Chuyên tâm là sao mà thuần thục là sao? Chúng tôi muốn nói ở đây đó là dù ở trong một hoàn cảnh nào, mình luôn luôn hành trì Phật pháp. Hành trì Phật pháp, ráng cố gắng tránh xa cái ác. Nói trong một cái nghĩa, cái ý nghĩa đó là mình giữ giới, tránh xa. Từ cái suy nghĩ của mình cũng vậy, đừng có nghĩ đến những cái sự não hại chúng sinh, dù là kẻ thân người sơ gì đó, gần xa gì đi nữa, mình cũng không nghĩ đến. Dù một cái niệm nho nhỏ, nếu mà có khởi lên một cái niệm nho nhỏ mà nghĩ đến cái sự tổn thương não hại người khác thì cũng đừng nên lái cái tâm của mình, đừng nghĩ đến nghĩ cái sự não hại người khác, huống chi là cái lời nói hay là hành động. Và đó cũng chính là cái đức tính mà tu tâm từ và tâm bi của mỗi người. Tâm từ và tâm bi của mỗi người. Bởi vì tâm từ cũng là một đức tính lành, đức tính thiện của một cái người tu. Tâm bi cũng là một cái đức lành của một cái người tu. Từ tức là mát mẻ, không sân giận, mát mẻ đối với sinh loại, không nghĩ trừ sự sân hận đối với sinh loài nào. Bi tức là không nỡ thấy chúng sinh khổ đau, dù là xa hay gần, là thô hay là tế, hướng đông hướng trên hướng bắc gì đi nữa, mình tụng thường á, cái gì Phật tử hay là chư tăng thường tụng cái bài kinh Đại Tâm, không phải là chúng ta chỉ đọc như vậy đâu, mà ở đó đọc để khi mà chúng ta đọc đến cái hướng nào thì chúng ta nên suy quán chúng sanh ở chúng sanh đó, chúng sanh ở hướng đó đừng có khổ đau, đừng có quan trái với nhau, đừng có gây khổ sầu, đã khổ rồi thì xin đừng có khổ nữa, vân vân. Đó là cái tâm mong cầu của mình mát mẻ đối với mình, và tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh khổ. Đó cũng là cái đức tính tu. Với một cái người mà chuyên tâm đó, thuần thục, chuyên tâm, thì lúc nào mình cũng nhớ với Phật pháp, hành trì Phật pháp, đó là giữ giới, giới được trong sạch. Cái điều thứ hai nữa đó là trong trường hợp nào cái tâm của mình phải giữ. Chúng tôi nghĩ rằng là nhớ đến cái thiện pháp,
Nhớ đến thiện pháp. Cho nên có một cái câu pháp cú chúng tôi nhớ rất là hay. Phật dạy rằng vị tỷ kheo mến pháp, tâm suy niệm pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không rời bỏ danh Phật. Vị tỷ kheo mến pháp, thích pháp, tâm tư niệm chánh pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Là như vậy. Cho nên cái tâm của mình phải giữ trường hợp đó là phải thật tự an tịnh. Trong trường hợp nào cũng phải là tập có cái sự trầm tĩnh, vững vàng. Trầm tĩnh, vững vàng. Tức là ở trong trường hợp nào đó mình cũng không nên nóng vội, cũng không nên vội phán xét. Và không để cho cái tâm của mình lái bởi vì tham, bởi vì sân, bởi vì bực bội, bởi vì cái này cái kia. Mà mình tự giữ cho mình. Tất cả trên cuộc đời này đều là do duyên. Một khi ai làm gì đó trái lòng nghịch ý mình, tại vì mình nghĩ là trái lòng nghịch ý. Trái lòng nghịch ý. Tại vì sao? Là vì mình nghĩ là tại sao cái người đó không làm theo cái ý của mình. Nói điều này không có nghĩa là chúng ta buông xuôi, chúng ta chấp nhận với số phận. Nhưng mà rồi đó, là chúng ta hiểu một điều đó, là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng đó. Mình vẫn hướng người ta đến điều thiện, đến điều gì tốt nhất. Vì mình nghĩ người đó là người thân mình, nghĩ đó là người thứ của mình. Nhưng mà rồi đó là một khi mà mình đã tận nhân lực mà không tri thiên mệnh. Ở đây tôi muốn nói là nhiều khi mình có nhắc nhở khuyến khích mà cuối cùng là họ cũng không làm được những điều thiện, thì rõ ràng là hoặc là không có làm theo cái điều thiện, hay là họ không làm theo cái ý của mình, thì mình cũng chấp nhận là cái đó đều là mỗi chúng sinh đều có cái nghiệp riêng. Cho nên nếu mà chúng ta bắt người ta đó phải theo cái ý của mình, không làm theo cái ý của mình, thì mình bực bội, mình sân giận, mình khó chịu này kia, thì chính cái đó là làm tổn hại cho chính mình. Chúng tôi có nhớ một cái câu mà người ta nói nè, nếu mà mình không trở thành một cái đám mưa để tưới trên sa mạc, thì tốt hơn là mình làm cây xương rồng sống ở giữa sa mạc. Mình phải thích nghi. Mà trong kinh á, Phật nói mình kham nhẫn rất là quan trọng. Mình kham nhẫn rất là quan trọng. Cho nên là kham nhẫn nó cũng là một đức tu. Kham nhẫn cũng là một pháp để nhằm bổ túc ba la mật. Thì chúng ta nhớ là đụng tụng kinh là kham ti parami, tức là nhẫn nhục qua nhẫn nại ba la mật. Kham ti parami, nhẫn nại là mà. Nhưng mà kham ti, chứ kham á, kham ti, tức là mình kham nhẫn. Ở ngoài người ta nói là nhẫn nhục. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình nhẫn mà mình cảm thấy mình nhục á, thì không phải. Giống như là cái thái độ của Câu Tiễn và Ngô Cầu Sai mà thôi. Câu Tiễn có nằm gai nếm mật đi nữa, chờ một ngày phục hận, thì không phải là một cái thái độ kham nhẫn của một cái người trí, hay là không phải là một cái thái độ kham nhẫn của Đạo Phật. Bởi vì mục đích của Câu Tiễn là muốn là nếm mật nằm gai để một ngày nào đó phục thù với Ngô Phù Sai, thì cái thái độ đó cũng không phải là một cái thái độ của một cái người kham nhẫn ở trong Phật pháp, hay là cái người trí ở trong Phật pháp này. Mà ở đây đó là không phải là cái thái độ kham nhẫn của một người đó. Chúng tôi nghĩ không phải là cái thái độ của một người thua cuộc, hay là một người thấp cổ bé họng. Không phải. Bởi vì một khi mà mình nghĩ rằng mình thua cuộc, thôi mình cứ nhịn cho nó xong đi, thì cái đó nó cũng phải là kham nhẫn. Rồi một người thấp cổ bé họng, mình nói cũng không ai biết, thưa cũng không ai hay, coi như là cái việc này cũng không nên nói, thì cũng không muốn. Mặc dù là cái thái độ của một cái người mà kham nhẫn đó, chúng tôi nghĩ rằng nó là mặc dù là mình ở cái thế thượng phong, mặc
mặc dù là mình là cái thế mà lèo lái được, thì cái thái độ đó, Đức Phật ngày nói là cái thái độ của một cái người kham nhẫn như là một cái người thuyền trưởng mà lèo lái cái con thuyền mình vượt trùng khơi. Trong khi bão táp ba cuồng phong nó đang đổ và lên đổ vào cái mạn thuyền của mình, nó dồn dập cái thuyền của mình, và cái người thuyền trưởng có nhiệm vụ là khôn khéo kham nhẫn lèo lái cái con thuyền đó để làm sao không bị sóng cả dồn dập chìm cái con thuyền. Đó là một sự lèo lái hay. Cho nên là cái người mà khéo kham nhẫn là cái người biết lèo lái, chứ không phải là cái người thua cuộc, cũng không phải là cái người thấp cổ bé họng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với một cái đức tu của một người, trong đó có nhiều cái đức tu, cái hạnh tu, nhưng mà cái sự chuyên tâm thuần thục của một người đó, tức là mình huấn luyện cái tâm của mình. Trong mọi cái trường hợp mình có cái sự bình tĩnh, có cái sự mà trong kinh gọi đó là khéo tác ý, yoniso manasikara, khéo tác ý. Chúng ta nhìn sự vật, căng cảnh và cái nhận thức của mình, cái thức của mình. Sự việc nó xảy ra như vậy mà mình nhìn nhận một cách rõ ràng. Trong kinh gọi đó là có chánh niệm và tỉnh giác, hay là khéo tác ý. Trong đời sống hàng ngày, một người có khéo tác ý thì tâm bất thiện khó sanh, trong khi tâm thiện dễ dàng sanh. Còn cái người mà không khéo tác ý, cái người đó tâm bất thiện dễ sanh và tâm thiện khó sanh. Tâm thiện khó sanh. Đó là như vậy. Cho nên á, nói cho nhiều ở trong chánh pháp, nếu một người có sự thuần thục, ở đây chúng tôi nói là mình có giới, nói một cách tổng quát đó là mình có giới, tức là mình ngăn ngừa cái suy nghĩ xấu, cái lời nói xấu và cái hành động xấu, hành động bất thiện, mà mình phải an tịnh nội tâm. Trong cảnh nào vậy, chúng ta thường là bị cái tám ngọn gió đời, gọi là bát phong, tám ngọn gió đời đó là gì? Được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền tước mất quyền tước, được và mất đó, được và mất đó, làm cho chúng ta phải dính mắt, phải tham đắm, hoặc là phải buồn chán, hay Phật phải rũ rượi. Tất cả những điều đó là do tám ngọn gió đời. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng được và mất, danh được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, cái có và cái được và cái mất đó, nó làm chi khó. Cho nên chúng tôi nhớ cái câu mà ông nhà thơ Ôn Như Hầu có nói, Nguyễn Gia Thiệu nói cái câu là gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Có nghĩa là chúng ta cũng nhiều khi vì danh vì lợi rồi chúng ta cứ lao vào ở trong cái danh và cái lợi đó. Và thế là mặc dù là mặt chúng ta bán cho đất, bán mặt cho trời, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vân vân, để rồi mặt chúng ta ngã sẫm đi cái màu của rám nắng, hay hoặc là chân chúng ta bị nứt nẻ bởi phèn, hay là bởi cái này cái kia, thì gì? Là vì danh với lợi. Gót danh lợi bùng khóa sạc sám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Cho nên là ở đây đó, khi mà mình đọc cái bài kinh này thì mình hiểu rõ là Đức Phật nói rằng là những cái mà chúng ta nghĩ rằng cái đó là của mình, cái này là cái kia đó, sự thật đó là chúng ta bị trói buộc và nó làm não hại cho chính mình, làm cho não hại chính mình. Và cái chỗ mà nương cho chính mình đó, thì không có gì cái điều khác, không có gì bằng chính cái gì, cái chánh pháp này, cái chánh pháp này. Đó là chúng ta có cái sự chuyên tâm, rồi chúng ta có một cái sự thuần thục ở trong Phật pháp. Khi mà mình có cái sự chuyên tâm, có cái sự thuần thục ở trong Phật pháp đó, thì mình cảm thấy đó là cái sự an lạc và cái chỗ nương cho mình một cách rất là lâu dài ở trong Phật pháp này, Cho nên ở đây đó, có thể nói rằng trong kinh này đó, trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật ngài nói ai lão luyện chánh pháp,
lão luyện ở đây hiểu là cái người có chuyên tâm và thuần thục cho cái việc tu hành của mình. Rồi cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là, xin thưa quý vị, cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái sự việc gì trên cuộc đời này, chúng ta cũng dùng cái trí tuệ để suy xét, suy xét cái gì cũng vậy, chúng ta dùng cái trí tuệ để suy xét. Bởi vì không phải là ngẫu nhiên mà Phật dạy cho chúng ta về tam tướng, không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật dạy cho chúng ta về tam tướng. Và tam tướng cũng là một đề tài tu tập, cũng là một pháp quán mà Bậc Thánh đã từng pháp, đã từng quán để chứng quả vị, chứng quả vị thánh nhân. Cho nên là mình gặp trên cuộc đời này mình quán cái gì nữa cũng vô thường, nó không có cái gì mà nó bền vững và nó luôn luôn thay đổi. Tâm thức của chúng ta cũng thay đổi, lúc chúng ta nghĩ như thế này khi thì chúng ta nghĩ như thế khác. Tâm của chúng ta có lúc buồn, lúc vui, lúc sân, lúc tham, thì mình nhìn lại cái tâm của mình, nhìn lại cái người tu thiền quán cũng vậy, nhìn cái tâm, thấy được cái tâm của mình. Vì vậy cho nên trong kinh niệm xứ Phật nói là tâm tham biết có tham, tâm hôn trầm biết có hôn trầm, tâm sân hận biết có sân hận, hay là tâm hỷ xả biết tâm có hỷ xả. Quan trọng là mình biết được cái tâm của mình, mình biết được cái tâm của mình. Như vậy thì cái người mà thuần thục á, có nghĩa là chúng ta luôn luôn siêu quán trong cuộc đời này, tất cả các pháp hữu vi trên cuộc đời này nó đều là biến đổi, nó đều là thay đổi, nó nói trong cái từ chuyên môn Phật pháp đó, gọi là vô thường. Vô thường tức là nó không đứng yên, nó thay đổi, nó không đứng yên, nó không thay đổi. Dù gì đi nữa thì vạn vật trên cuộc đời này nó đều thay đổi. Trước mắt đó là tâm của chúng ta thay đổi, thể chất của chúng ta cũng thay đổi, tức là nói thể xác này cũng là thay đổi. Quý vị thấy đó, có già, có từ một hài nhi cho đến bé trai bé gái, rồi trở thành một cô thiếu nữ, một cậu thanh niên, bước qua một cái người đàn ông trung niên cho đến cái người phụ nữ trung niên, và trở thành một cái người bà lão hay ông lão, thì cái đó là gì? Cái sự thay đổi. Cho nên ở trong kinh có nhắc đến một cái bà hoàng hậu đó, bà hoàng hậu, bà nghĩ rằng chính cái thân bà trẻ đẹp như vậy hoài đó, cho nên là bà không muốn đến gặp Phật, không đến gặp Phật. Rồi khi mà một lần nọ đó là do cái nhân duyên lành, bà đã đến diện kiến Đức Phật. Vì bà nghĩ là bà cũng ít gì cũng là một hoàng hậu, ít gì cũng là một người sắc nước hương trời, vân vân. Bà nghĩ như vậy, cho nên là bà khởi lên một cái tâm cao ngạo. Vì vậy cho nên trong kinh Tăng Chi, Phật có dạy rằng chúng ta có ba cái sự đắm nhiễm. Thứ nhất là chúng ta bị đắm nhiễm bởi tuổi thanh xuân. Chúng ta nghĩ chúng ta trẻ mãi, mà chúng ta quán vô thường để chúng ta thấy rằng thân và tâm của chúng ta luôn luôn biến đổi, luôn luôn biến đổi, để chúng ta đừng thấy rằng không có cái gì là chắc là bền thật ở đây hết đó. Nó phải luôn luôn biến đổi, để chúng ta đừng có chấp một cái gì. Cho nên là khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta trẻ, chúng ta đẹp, chúng ta như thế này thế nọ, đâu có phải như vậy hoài. Sức khỏe chúng ta có một lúc nào đó cũng suy tàn, nhan sắc của chúng ta sẽ suy tàn, sức khỏe chúng ta cũng cạn kiệt. Mà chúng ta cứ đắm nhiễm ở trong cái tuổi thanh xuân, nghĩ rằng mình trẻ, đâu có trẻ đâu, không trẻ. Sự thật ra thì đến một lúc nào đó, gọi là tử thần khi đã bắt dắt tay, thân tình cho mấy thế thai được nào.
khi mà tử thần ở đây muốn nói đến là sự chết nó kề cận với mình rồi đó, thì không có ai thế mình được, không ai thay thế, không ai chết thay thế mình được. Thân tình cho mấy thế thai được nào, dẫu cho cốt nhục thâm bào, làm sao theo hộ, làm sao cứu giùm. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta quán về vô thường, để chúng ta đừng chấp cái gì. Rồi chúng ta thấy trong cái hệ lụy trong cuộc đời này đó là sự khổ. Đức Phật dạy cho chúng ta quán về sự khổ, đó cũng là một trong những cái cách để chúng ta quân tập cái trí của mình, gọi là tu tập tuệ đó. Chúng ta thấy Đức Bồ Tát đó, khi mà đi dạo bốn cửa thành, mặc dù trong kinh nói rằng là do cái nhân duyên lành mà những vị thiên đó có những cái duyên túc duyên, có cái duyên lành cho nên biến hiện để cho Phật thấy rằng, Đức Bồ Tát ngài thấy rằng cái cảnh của sanh lão, sanh bệnh tử, lão tử tăng, bệnh lão tử tăng, bệnh lão tử tăng, có lẽ là một người bệnh nằm rên ra trước cái cơn bệnh của mình. Rồi lão là người già, lụm cụm, mắt mờ, tay điếc, má cùng, lưng móng, tất cả những cái thứ đó. Rồi đó là cái biểu hiện của cái người già. Rồi cái người chết, cái tử thi chết, và một cái vị sa môn tu tập. Nhưng mà nói một điều đó là Đức Bồ Tát ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy cái cảnh đó, mà một người mà đang ở trong một cái sự hưởng thụ như vậy mà khởi lên một cái nghĩ rằng không có cái gì là sở hữu của mình thì cũng khó. Chỉ có một đại căn đại duyên như Đức Phật thì ngài mới nhận ra. Mà điều đó là do cái sự quân tu trí tuệ, trong đó có cái sự suy quán về vô thường và sự khổ. Cho nên nếu chúng ta có cái cuộc đời này, sanh hiện trong cuộc đời này, chẳng qua đó là chúng ta thấy cái này, mượn cái này để cho là cái này nó vui, cho rằng cái kia nó vui, nhưng mà sự thật ra cuộc đời không như là mơ. Mà người ta thường nói lên cái sự khổ, cái sự khổ của sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thì cái đó là cái hiện trạng mà mình biết rằng đó là hiện trạng miên diễn của cuộc đời này, của một chuỗi dài sanh tử luân hồi này, nó rất là nhiều. Cho nên nếu mà một người quán được sự khổ cũng là một cái nhân. Mình chỉ có quán sự khổ thì mình không có đắm nhiễm trong cái lạc mà gọi là lạc thế gian, mà người ta cho rằng cái đó là lạc. Quán sự khổ rồi quán về cái vô ngã mới không có chấp ngã cái tôi trong đó, cái tôi trong cái này, cái tôi trong cái kia trong cái nọ, cái tôi trong cái nọ, vân vân. Như vậy thì mình mới có thể là nhàm chán được, nhàm chán được. Cho nên ở đây đó, Đức Phật ngài nói là ai lão luyện chánh pháp, có nghĩa là một người thuần thục tu tập cho chính mình, tức là tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ, và trong hoàn cảnh nào mình cũng quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, để mà mình chuyên tâm mình lo tu tập trao dồi cho chính mình. Bởi vì cái gì đó mà mình nghĩ đó là sở hữu, sự thật ra là không có cái gì mà mình là sở hữu của mình hết. Chỉ có cái phước đức, chỉ có cái đức tu tập của chính mình, thì cái đó mới là cái mà nó là nó có thể là giúp chúng ta được cái sự thành tựu ở trong đời sống tu tập này. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng cái này là sở hữu, cái kia là sở hữu, sự thật là bị trói buộc, bị trói buộc. Cho nên qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng cái thiện nam tên là Icchānāṅgālākā đó, đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ rồi sắp xếp thời gian đó, mới có thể rằng là đến để gặp Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới hiểu ngay cái ý nghĩa này, biết ngay cái ý nghĩa này, mà Đức Phật ngài ngài mới có một cái sự chuyên tâm để mà ngài làm lại những cái việc đó, ngài nhắc lại cho là những việc gì cần, đáng và nên làm thì nên làm, còn những việc mà không đáng, không cần thì không nên làm, không nên quan tâm đến những điều đó. Bởi vì những gì mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái sở hữu của chính mình,
cái mà mình nương tựa nó không chắc, không chắc. Nhưng mà những cái mà Đức Phật Ngài dạy ở đây là cái việc mà nghe Phật Pháp để rồi hành trì Phật Pháp, tức là có cái sự chuyên tâm thuần thục, đó là gọi được gọi là một người lão luyện trong chánh Phật. Thì thật sự đó là cái sự lợi lạc cho chúng ta rất nhiều. Mà Đức Phật Ngài muốn nhắc đến một thiện nam này cũng đồng nghĩa là bài dạy, lời dạy của Đức Phật muốn nói rằng mình phải có một cái sự quan tâm những cái gì mà thật sự hữu ích cho chúng ta, thì cái đó mới là cái chỗ nương tựa cho chúng ta rất là lớn. Chúng tôi xin được có bấy nhiêu lời chia sẻ trong cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân.